Anh em tiếp tục công việc vào buộc lăng xê đây. Ok anh em. Đây là lưỡi và dây, và đây là lò xo, còn là móc khóa nữa. Ok anh em. Làm quá trình làm lăng xê thì quay quá nhiều rồi, tôi chỉ quay một chút đồ, và đây là cái clip khi hoàn thành tất cả. Mấy cái túi này cỡ nó hơi nhỏ hơn cái cỡ này, đồ thì nó cũng thế thôi, nhưng mà cái túi này là nhỏ hơn một chút. Dính mất mấy túi tại vì hôm qua tôi bị hết túi này rồi. Ok anh em, đã có hàng lăng xê. Ok, và bây giờ tôi trộn mồi đi ra hồ, hướng dẫn anh em câu lăng xê này luôn. Có quá nhiều clip rồi, thôi bây giờ chỉ trộn ra hồ thôi. Còn cái video trộn thế thì còn cái cách trộn mồi thì đây, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Cái bài mồi mà tôi gửi theo của anh em, trộn với cả cái mồi của tôi đấy, bài mồi đánh lăng xê tôi gửi kèm theo có trong cái tờ giấy mà đi cùng anh em, kết hợp với cả cái mồi tôi bán cho anh em. Bóp mỏi tay lắm rồi, mỏi rơi hết cả tay rồi. Rồi anh em, khô anh em. Nếu mà trộn xong ấy, anh em đi câu luôn cũng được, anh em để khoảng tầm 3-4 tiếng ấy, đi câu cũng được. 3-4 tiếng thì đi câu nó sẽ nhạy hơn. một cục một lăng xê này to đấy anh em ạ. Anh em nhìn ở trên máy quay thì thấy nó bé đấy thôi. Anh em nhìn trên máy quay chắc nhìn nó bằng nắm tay đúng không? Ở đây nó phải bằng bát ô tô. Con này ít nhất nó phải 1,5 cân, tầm 1,4 cân gì đấy. Lấy túi bóng tôi cho vào. Rửa qua cái tay nữa. Đôi khi anh em nhìn cái video con cá nó nhỏ anh em không kêu được, ví dụ như kiểu nó cân anh em kêu khoảng 3 lạng, nó không chính xác đâu. Đây nhìn này, anh em nhìn cùng mồi nó rất bé này, tôi xách ra áng chừng nó phải tầm 1,4 cân. À đây tiện có cái cân luôn, tôi cân thử anh em xem luôn này. Tôi đoán thì ít xịt lắm. Đấy 1 cân 5 lạng 2 hoa, tôi đang chừng 1,4 cân nữa, nó khá chuẩn. Đây, nhìn này, anh em nhìn này nó rất chi là bé đấy, đúng không? Ok anh em, thôi giờ đi ra hồ anh em nha. Vừa xuống đến hồ câu đây, nhưng mà thằng em bảo nó mang cần xuống, hôm trước nó mượn, nó bảo nó mang xuống ăn trước đây mang. Này nó ngồi đây, ngoài nhà lăng xê, hồ này 100.000 ngồi thoải mái, anh em ngồi chán thì về. Bên kia có mỗi 1 cân kìa, cái hồ này người ta ít thả cá, rất ít thả cá nên là đây này, Cao Đẳng Công Nghệ Cao Hà Nội đây này, anh em. Anh em cứ hỏi hồ đâu, tôi nói hồ này bao nhiêu lần rồi. Đây là hồ này người ta cho câu lăng xê này, cho câu 1 cân lăng xê. Đây, đang chờ thằng em nó xuống. Ok anh em. Anh em tôi câu ở đây 40 phút à. Chưa được một con nào. Gói lăng xê chưa được một con nào. À móm bêu mồm. Tôi ngồi đây tôi câu thêm khoảng 30 phút nữa 2 cục lăng xê tôi vừa mới ném. Nếu mà không ở hồ này không ăn thì tôi sẽ chuyển sang hồ dưới, kiểu gì cũng có một hồ ăn. Này là 2 hồ cùng của một nhà. Anh em vừa bảo dọa chuyển hồ phát thì nó dính ngay một con, dính con trôi vừa lên rồi, nó cho túi rồi. Ngồi phục kích thêm xem có ăn nữa không. Nhưng mà trôi hồ này có vẻ bé hơn hồ dưới nhỉ. Cắm đây à? Một em đầu tiên. Trôi nhỏ đấy. Tiếng đồng hồ anh em tôi ngồi 1 tiếng 16 phút rồi mới được mua đúng 1 con trôi. Cá không, cá hồ này không hồ trên này không ăn mấy. Giờ tôi sẽ thu dọn đồ, tôi chuyển xuống cái hồ mọi khi câu, đi xuống hồ dưới câu. Hồ rất đẹp, cá hồ này thưa và ít, rất ít cá. Xuống hồ dưới tôi đánh thì hồ nó nhỏ hơn, hẹp hơn, thì tỷ lệ đóng cá là nó cao hơn. Ok anh em, mới được 1 con thôi đấy. Thính Câu Lục lăng xê mới được 1 con đây. Còn cái bạn ngồi bên bờ bên kia, bạn này cũng xem kênh của tôi, lúc nãy bạn này có chạy qua đây bạn đi chơi. Đây bạn này, bạn ấy ngồi từ sáng rồi còn chưa được con nào cả. Ok anh em nhá, đi xuống hồ dưới thì tôi sẽ vụt lăng xê xong rồi tôi quay. Đây anh em, tôi vừa xuống đến hồ dưới đây, vừa ném cần xong. Ui nắng quá, lờ ngớ hôm nay móm cũng lên nên này tôi vừa ném xong. Vừa ném xong thì tôi bật máy lên tôi quay, đã được gì không? Hôm nay thì nếu mà ui dính anh em ơi, dính rồi, chinh. Thấy dính không? Quay hộ anh này. Vừa ném xong con dính này. Ôm lên xem cái. Giật mất tung lít dần. Chỗ này đi này chắc là cá chim. Cá chim à? Trắng bụng lên. Đã đi rất tinh. Xương móc vào mồm này nó không cắn được lưỡi câu này, nó không cắn được dây dù này, rách mồm này, đúng không? Cho vào luôn, nó dở ra cho vào luôn đi. Sau phải sói ra kia ngó không thấy xuống đây này. Quen mẹ mùi rồi chẳng nhẹ không biết cái đấy. Đẹp không? Đấy anh em, xuống đây đỏ dính một con rồi. Một trôi một chim này, lại dính rồi anh em. Chim này, đỡ rồi. Lôi bay cần nước. Thật. Còn gì nào? Lôi bắt đi bẹ, anh không chạy ra nhanh thì nó chúi luôn nước, chắc lại kiểu này chắc lại cá chim rồi. Chắc trong này được ấy nó mát cơ. Đồ bơi nhiều. Chim được. Trời. Tự dưng ông nào lại nhắn tin. Nó tự dưng à? Ôi tôi to đấy. Ở đây toàn tôi này. Có khi phải vọt đấy. Anh cầm. Đấy, dính trôi cho anh em ạ, rất là nhanh. Xuống đây mới được khoảng 20 phút thôi đóng hai con rồi. Gớm mấy ông trong nhóm này nhắn tin gớm thế. Có địch vẽ để anh cẩu phát lên. Con này dễ đéo, dễ ác thật. Đây khoảng gần cân. Vợt cẩn thận lại, con này vợt thì thoải mái cho con cá nó vào đáy vợt luôn. Đó, rồi. Em tháo cái móc khóa ra đây để anh vụt. Đấy, vụt lăng xê luôn. Rồi ok anh em thế nhá. Con thứ hai, con thứ ba.